Ban biên tập chúng tôi rất vui xin được chào đón quý bà con và quý vị khán thính giả đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Các bạn mới đến với kênh hãy ủng hộ ban biên tập một like, một đăng ký để không bỏ lỡ giá lúa gạo mỗi lần kênh phát sóng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn. Nhằm đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững, Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 107/2018 trên NDCP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động xuất khẩu gạo, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi cho thương nhân xuất khẩu gạo, để việc điều hành xuất khẩu gạo đảm bảo mục tiêu tiêu thụ thóc gạo hàng hóa và phản ứng linh hoạt kịp thời trong tình hình thị trường có nhiều biến động hướng đến phát triển ngành lúa gạo bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định số 24/CT-TTg ngày 5/8/2023 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2/3/2024 về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo bền vững minh bạch hiệu quả trong tình hình mới. Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước. Với mặt hàng gạo, gạo thành phẩm IR504 13.400 đến 13.500 đồng một ký, gạo nguyên liệu IR504 11.200 đến 11.350 đồng một ký, cám khô 7.200 cho đến 7.300 đồng một ký và tấm OM5451 với mức giá 10.300 cho đến 10.400 đồng một ký. Gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm đều có mức giảm 50 đồng trên 1 kg. Đối với các chợ lẻ, gạo nàng hoa chín 20.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 30.000 đồng một ký, gạo jasmine 18.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo rẻ thường 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 18.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo hương lài 20.000 đồng một ký, gạo sóc thường 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo sóc thái 18.500 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký và gạo Nhật với mức giá 22.000 đồng một ký. Ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang, giao dịch lúa chậm giá ít biến động so với cuối tuần. Tại Kiên Giang, Cần Thơ, thương lái mua chậm giá cũng không biến động so với cuối tuần. Với lúa khô, nhu cầu mua lai rai, giao dịch đều. Tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, các loại gạo vẫn bình ổn giá. Trong đó tại Đồng Tháp, lượng bị ít và giá ổn định. Tại Tiền Giang, gạo bị ít, bán ghe, giá bình ổn và mua bán chậm. Cũng tại Tiền Giang, ở khu vực An Cư Cái Bè, gạo về đều nhưng giá lại giảm nhẹ so với cuối tuần. Gạo xuất khẩu 5% tấm 585 USD tấn, gạo 25% tấm 558 USD tấn và gạo 100% tấm 485 USD tấn. Giá lúa Đông Xuân khô IR504/04 khô 9.500 đến 9.700 đồng một ký, OM380 khô 9.500 đến 9.600 đồng một ký, OM5451 khô 9.900 đến 10.100 đồng một ký, OM18 khô 10.100 đến 10.300 đồng một ký, Đài Thơm 8 khô 10.300 đến 10.400 đồng một ký, ST21 khô 11.600 đến 11.800 đồng một ký, ST24 khô 13.100 đến 13.300 đồng một ký, Japonica khô 10.100 đến 10.300 đồng một ký, nếp Long An khô 9.900 đến 10.200 đồng một ký. Giá gạo nguyên liệu lức, nguyên liệu IR50404 11.300 đến 11.400 đồng một ký, nguyên liệu OM380 11.100 đến 11.300 đồng một ký, nguyên liệu OM5451 11.500 đến 11.700 đồng một ký, nguyên liệu Đài Thơm 8 11.900 đến 12.200 đồng một ký, nguyên liệu OM18 11.900 đến 12.200 đồng một ký, nguyên liệu ST21 14.500 đến 14.600 đồng một ký, nguyên liệu ST24 15.800 đến 16.000 đồng một ký, tấm OM18 Đài Thơm 8 10.500 đến 10.700 đồng một ký, tấm IR50404 10.200 đến 10.500 đồng một ký và cám ở mức 5.100 đến 5.200 đồng một ký. Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, OM18, Đài Thơm 8, 8.300 đến 8.600 đồng, IR50404, 7.700 đến 8.000 đồng, OM5451, 7.700 đến 8.000 đồng, RVT, 8.300 đến 8.600 đồng, OM380, 7.800 đến 8.100 đồng, OM34, 7.700 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25, 9.400 đến 10.500 đồng,
nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, lúa nhật 7.900 đến 8.100 đồng, nếp tươi 8.000 đến 8.300 đồng, cửu long 7.800 đồng. Khu vực An Giang OM18 đài thân 8 7.900 đến 8.200 đồng, IR504 7.700 đến 7.900 đồng, OM5451 7.600 đến 7.700 đồng, OM380 7.700 đến 7.900 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng, OM34 7.700 đến 7.900 đồng, RVT 8.000 đến 8.300 đồng, ST21, ST24, ST25 9.500 đến 10.100 đồng, cửu long 7.700 đồng, ML202 7.500 đến 7.900 đồng, lúa nhật 7.700 đến 8.000 đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang OM380 7.800 đến 8.000 đồng, IR50404 7.800 đến 8.000 đồng, ST24, ST25 9.800 đến 10.300 đồng, OM5451 7.800 đến 7.900 đồng, RVT 8.300 đến 8.500 đồng, OM18 Đại Thân 8 7.900 đến 8.300 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.100 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, cửu long 7.800 đồng, ML202 7.600 đến 7.800 đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ IR50404 7.900 đến 8.100 đồng, OM18 Đại Thân 8 7.900 đến 8.400 đồng, OM34 7.800 đến 8.000 đồng, OM5451 7.800 đến 7.900 đồng, OM380 8.100 đồng, RVT 8.400 đến 8.600 đồng, VD20 8.500 đến 8.600 đồng, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, Jasmine 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.600 đến 10.500 đồng, cửu long 7.700 đồng, nếp tươi 8.100 đến 8.400 đồng, Tiền Giang OM18 Đại Thân 8 7.800 đến 8.100 đồng, IR50404 7.700 đến 7.900 đồng, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng, OM380 7.800 đến 8.000 đồng, VD20 7.900 đến 8.200 đồng, RVT 8.200 đến 8.400 đồng, ML202 7.700 đến 7.800 đồng, OM34 7.700 đến 7.900 đồng, ST24, ST25 9.700 đến 10.200 đồng, nếp tươi 8.100 đến 8.400 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.100 đồng, Long An OM18 Đại Thân 8 7.800 đến 8.100 đồng, ML202 7.700 đến 7.900 đồng, IR50404 7.500 đến 7.800 đồng, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng, nếp khô Long An 9.800 đến 10.500 đồng, nếp tươi 8.100 đến 8.400 đồng, OM34 7.600 đến 7.900 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.800 đến 7.900 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.500 đến 10.200 đồng, cửu long 7.500 đồng, OM1352 7.900 đồng, DS1 7.900 đồng, OM4900 7.900 đồng, Tây Ninh OM18 Đại Thân 8 7.600 đến 8.000 đồng, nếp tươi 8.000 đến 8.300 đồng, IR50404 7.500 đến 7.700 đồng, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng, nếp tươi 3 tháng rưỡi 7.800 đến 8.100 đồng, OM34 7.600 đến 7.800 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.600 đến 7.800 đồng, RVT 7.900 đến 8.200 đồng, ST21, ST24, ST25 9.500 đến 10.200 đồng, cửu long 7.500 đồng, OM1352 7.800 đồng và OM4900 7.800 đồng. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng chúng tôi lắng nghe chi tiết bảng giá lúa gạo. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại.